Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, cứ mỗi thứ sáu quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ hai bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Nguyễn Quang Ly với chương trình Y tế mỗi buổi sáng thứ sáu. Đây là một trong những cái chương trình mà theo sự theo dõi của chúng tôi thì rất nhiều người quan tâm đến theo dõi. Chắc quý vị thấy cái mặt tôi hơi trắng này, chút xíu nữa quý vị sẽ thấy những diễn biến diễn ra ở trên sân khấu của Cà Phê Sáng sáng nay. Yeah. Xin được gửi lời chào bác sĩ Michael Đào giống như bác sĩ Nguyễn Quang Ly cùng với anh lần sáng nay. Vâng, xin kính chào quý vị, chào anh Trọng, Nhi Huyền, bác sĩ Ly và anh Lân. Kính chào quý vị, kính chào anh Trọng, Nhi Huyền, bác sĩ Michael Đào và anh Lân. Chúc sức khỏe hai bác sĩ, chúc sức khỏe anh Đào và cô. Cảm ơn. Anh lại kêu tên tôi là anh Đào nữa rồi. Nhưng mà kính thưa quý vị, chắc là quý vị thấy hình ảnh của anh Lân cách đây có thể nó cỡ khoảng độ 3 tuần lễ hoặc là 2 tuần lễ. 3 tuần thưa bác sĩ. Chắc lại phải nhường lời cho bác sĩ Nguyễn Quang Ly và bác sĩ Michael Đào nói về trường hợp của anh Lân. Ồ thì 3 tuần trước kính thưa quý vị, chúng tôi làm ở văn phòng của bác sĩ Michael Đào. Mình có cái hình cũ hay không? Mở cái kính ra như hồi xưa quý vị nhé, mà mình không biết có cái hình cũ, lấy kính ra đi. Cái mắt dưới của anh Lân á, mua cái bọng mở mà nếu mà có hình cũ mình sẽ thấy được cái hai cái sự khác biệt rất nhiều. Cái mắt dưới bây giờ rất là đẹp, mắt trên á mình vừa rồi là bác sĩ Ly cái nâng lông mày, nhưng mà rồi mình sẽ cắt thêm một mí mắt một lần nữa là second stage, là mình làm cắt mí mắt thì sẽ đẹp trai hoàn toàn vĩnh viễn luôn. Nhưng mà không, bây giờ không có cái before and after. Hy vọng là chúng tôi sẽ gửi cái, nhưng mà anh Linh bây giờ anh có cảm thấy đau đớn đó, cái hình đó quý vị thấy đó là before. Wow, thấy cái mắt dưới là... không cái bọng mở không thấy cái bọng mở dày thì dày, bự thì bự không. Ok bây giờ mình cho hình bây giờ đi. That's before and after, now zoom in cái mắt dưới không còn một cái bọng mở nữa. Mắt bọng mở đi. Thì nhìn thấy trẻ hơn, nhưng mà second stage là mỗi lần thứ hai sẽ là cắt thêm cái mí mắt nữa để cho mí mắt đó sáng lên, nó rõ lên nữa, rút nó lên. Tuần sau làm. Tuần sau mình làm rồi, chừng vài tuần nữa là toàn bộ hoàn hảo. Thưa bác sĩ Ly, thì cái tiến trình mà lấy cái này thì nó mất khoảng bao lâu nhờ trong cái cây của anh Lân thưa bác sĩ, là bao nhiêu mấy phút tất cả? Bao nhiêu thời gian tất cả thưa bác sĩ? Để tôi nhớ cũng làm này, chừng 1 tiếng 5 chứ phút. Có 1 tiếng 5 phút thưa bác sĩ. Wow. Ha. Yeah, ô lẹ quá ha. Yeah. Mà anh Lân thấy bây giờ có đau đớn gì không? Có gì không? Không? Bình thường hả? Khỏe mạnh mà yêu đời rồi. Yêu đời. Nhưng mà cái tầm nhìn mắt của anh thì sao? Thấy có tầm nhìn nó thì nó vẫn vậy, tại vì cái này nó chỉ là da thịt nhăn sạch. Đúng rồi, đúng rồi. Mắt của mình mới là cái độ. Mắt mình thì vẫn bình thường. Cái sự di chuyển của... hơi hí hí rồi, nhiều mỡ. Bây giờ anh cười rồi vậy này kia nọ thì nó có, hai cái này nó có tác dụng gì không? Tôi cười hai cái này chứ không cảm thấy. Không, là không có thấy gì hết phải không? Chưa có mổ cái đó, mình chưa có. Tại vì không dính chất gì mắt. Thế bây giờ những ai mà mắt họ bị như anh lúc trước, anh muốn nói gì với họ nè? Nếu mà có người nào mà đến bác sĩ Đào và bác sĩ đi để làm mắt á, thì mình cũng nghĩ rằng thì ai làm thì cũng sợ từ bước ban đầu. Thì bác sĩ chích thuốc tê chung quanh đây rất là nhẹ nhàng. Hơi đau tí tí giống như kiến cắn, một con kiến lớn nó cắn phải kiến nhỏ đâu. Kiến càng, kiến càng lần á. Rồi cũng phải nghiến răng chút xíu. Rồi từ từ nó hết, được khi mà nó êm ái, nó tê tái, bác sĩ làm thì mình không biết gì nữa hết. Rồi sau đó bác sĩ đưa mình mấy cục mỡ. Dưới đây mình coi chụp hình về làm kỷ niệm. Thank you anh Lân, thank you anh đã đến với chương trình của chúng tôi. Và hy vọng tất cả những ai quan tâm, chắc là phần lớn những người lớn như tôi cũng vậy, thì cái mở ở phía dưới mắt mình rất nhiều. Và nếu có điều kiện thì quý vị đến gặp bác sĩ Michael Đào cũng như bác sĩ Nguyễn Quang Ly, như anh Lân là một trong những người tiêu biểu mà chương trình sáng nay của chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Cảm ơn anh Lân, cảm ơn anh rất nhiều đến với chương trình của chúng tôi. Trở lại tất cả những sự kiện sáng nay thì chắc có lẽ Như Huyền muốn hỏi gì bác sĩ nè. Bây giờ thì nói đến vấn đề là thức ăn phải không? Red wine. Thức ăn red wine. Red wine. Red wine. Uống rượu đỏ nhiều thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe với là cái đường ruột không vậy bác sĩ? Kính thưa quý vị, trong những năm 10 năm vừa qua, khi mà nói tới gọi là cái men vi trùng tốt trong người của mình á, thì mình nói rất nhiều
10 năm của cái nghiên cứu thật sự là rất là ngắn. Quý vị biết những cái nghiên cứu như vi trùng, thuốc men người ta có thể cả trăm năm rồi, nhưng mà cái nghiên cứu mà họ focus on là những cái hệ thống đường ruột mà vi trùng tốt trong đường ruột của mình đó, chỉ là mới 10 năm nay thôi. Họ mình biết là họ khám phá ra có những số vi trùng tốt trong người mình để giúp cho mình bớt bị Parkinson, là bị bệnh rung, là bớt đi bệnh lẫn, là bớt đi cancer, rồi bớt đi bị tự kỷ, tức là nó bớt rất nhiều cái loại bệnh nếu mà mình có cái hệ thống vi trùng của mình nó tốt, nó không cái bị giết đi, không bị uống trụ sinh giết đi, không còn những cái men ruột của mình nữa. Thì cũng như những lần trước anh em chúng tôi nói đấy, mà cái anh Trọng với lại Nhi Huyền cứ nhớ là một người của mình á, mình có bao nhiêu cái số lượng cân lượng của con vi trùng không? Vì dùng không đó billion, right? Nó là cái cân lượng gì. Bây giờ chẳng hạn như một người 100 pound thôi, như là Như Huyền ốm nhom nhách 100 pound nè. Đấy. Thì có bao nhiêu pound của con vi trùng trong người của Như Huyền? Thì họ tiên đoán khoảng chừng 2%, tức là 2 pound. Cho nên Như Huyền 100 pound thì có 2 pound của vi trùng sống trong người mình rồi. Còn wow, sự thật có 98 pound thôi. Wow. Tức là khoảng 2% cái cơ thể của mình là vi trùng. Wow. Cái cân lượng của con vi trùng thì quý vị biết là nó nhiều đến cỡ nào rồi. Nó sống với cuộc sống của mình. Do đó nó phải, hai bên nó phải âm hòa, nó phải hợp tác với nhau thì cuộc sống nó mới right. Thì nó mới thoải mái được, không nhìn nó có những cái bệnh hoạn nó ra. Thì mới nhất đây thì quý vị biết là Red White đã được nói rất nhiều lần về cái tốt về tim mạch. Lần đầu tiên họ nghiên cứu ở bên UK, có 4.000 người ở vừa ở UK, US và Netherlands. Họ theo dõi 4.000 người này, thì họ cho uống rượu đỏ, rượu trắng, uống bia, uống cognac, uống vodka, đó. Cho uống những rượu đó thì họ thấy những người uống rượu đỏ một ngày một lần, một ly nhỏ nhỏ thôi, hoặc là một tuần khoảng 3 ly, thì họ thấy những người mà uống rượu đỏ thì cái hệ thống mà vi trùng tốt trong đường ruột của họ có nhiều hơn so với những người uống bia, uống cognac hoặc là uống whisky gì đó. Tức là cái rượu đỏ nó có một cái gì đó, nó có những antioxidant mà nó kích thích cho cái vi trùng tốt trong người mình nó mọc thêm ra nữa. Wow. Như vậy là chắc bác sĩ Michael Đào phải nói với ông Hoàng Kiều cho thêm cho thêm rượu quay nhiều nữa phải không bác sĩ? Chắc chắn sẽ. Nhưng mà thường thường bác sĩ có uống rượu quay nhiều không? Có một, một ly nhỏ nhỏ buổi bác tối sĩ, vậy. Yeah. Còn bác sĩ Ly có uống nhiều không bác sĩ? Dạ không uống được. Không uống được hả? Thì cô nhắc thôi. Bị, mình bị thiếu cái enzyme là nha, uống cái rượu vào nó thành ra formaldehyde là cái preservative thành ra nó toxic cho mình. Thành ra nó thành cái Asian glow. Bị đỏ, bị khó chịu chứ không có say. Mình không thích uống. Thì nếu mà mình uống được một chút xíu rượu đỏ mà mình không có problem gì thì it's not a bad thing. Nên uống có antioxidant, có thêm được cái lượng vi trùng tốt nữa. Tại vì mình ăn uống những cái sức ăn mà gọi là process, biến chế, uống trụ sinh nhiều nó giết đi con vi trùng. Nhớ lần trước anh em chúng tôi cũng có nói là có quý vị uống một course, một lần trụ sinh thôi, chẳng hạn mình bị viêm họng, mình nói mình uống trụ sinh 5 ngày, uống 5 ngày trụ sinh thôi, it takes about gần 2 năm thì mới tái tạo lại cái hệ thống vi trùng tốt trong người mình được. Quý vị tưởng tượng không, chỉ cái 5 ngày trụ sinh mà nó cần tới 2 năm để mới tái tạo lại được. Do đó quý vị cẩn thận khi mà uống thuốc trụ sinh, phải bắt buộc cần lắm mới uống, chứ không phải là thích đau răng cũng uống trụ sinh, đau lưng cũng trụ sinh, đau cổ cũng trụ sinh, cái gì cũng trụ sinh hết thì cái cơ thể mình nó sẽ mình có thể bị nguy hiểm hơn. Rồi giờ trở lại sao bác sĩ, với là em vừa mới nói chuyện về là có thể rửa thịt trước khi là nó cooking hay không thì ai cũng làm là phải rửa hết, đó là đúng, cái gì tự nhiên vào hồi nãy á, trước khi mà mình lên á, Michael vẫn hỏi với lại Như Huyền, Như Huyền trước khi nấu thịt á, Như Huyền có rửa không? Như Huyền cái câu trả lời of course dĩ nhiên phải rửa chứ. Nhưng mà kính thưa quý vị, câu trả lời đó là sai. Oh, wow. Như vậy thì bao nhiêu năm nay nhiều người sai như vậy thì right. ai cũng nghĩ như vậy hết. Thế mình mua thịt tươi về á là theo The United States Department of Agriculture, nghĩa là USDA. Quý vị biết USDA là cái cơ quan mà gọi là về canh nông á, canh nông của nước Hoa Kỳ rất là lớn. Họ là người check những cái thịt của mình coi nó có vi trùng, có ô nhiễm hay không. Họ là cái cơ quan rất là quan trọng trong cái ở nước Mỹ gọi là USDA. Họ does not recommend, là không có khuyên quý vị rửa thịt trước khi quý vị nấu. Thì tại sao? Thứ nhất là quý vị biết á, là mình mua gà mua bò về mình rửa thì quý vị nước văng ở đâu. Họ nghiên cứu á, khi mà mình xịt cái vòi xuống một cái cục thịt là cái, những cái nhỏ nhỏ, những cái gọi là cái nước nhỏ nhỏ nó splash, nó bắn ra tới 3 thước lận.
Trong đó nó có carry rất nhiều của vi trùng. Những cái bắn ra đó mình không để ý tới, mình cứ lo mình rửa vi trùng thôi, mà trong khi vi trùng nó bắn ra đầy hết nơi á. Mình làm xong rồi mình để trên đó bàn, rồi mình để chén nĩa rồi làm dụng cụ chiên xào để trên đó hết. Mà mình có biết là nó đã được contaminate, gọi là cross contaminate qua những cái dụng cụ mình xài. Tại vì rồi mình bỏ cái thịt vô trong nồi nấu là chắc chắn tất cả vi trùng phải chết. Nếu mà nấu trên 165 độ không có con vi trùng nào còn sống sót được hết. Mà còn đó là thứ nhất, mình bị cross contamination, vi trùng nó văng tùm lum hết, rồi mình đụng tay đụng chân cái đó, chén bát đĩa để bên cạnh đó cũng bị contaminate. Cho nên nhiều người ăn mà bị nhiễm trùng tưởng là con cái thịt, nhưng mà thật sự nó lại vì nhiễm trùng, vì cái nồi niêu xoong chảo hoặc là cái muỗng nĩa hoặc cái gì đó mình bên cạnh đó. Và kế tiếp là khi mình rửa nước, mình rửa con bò hay rửa miếng thịt bò, rửa gà xong rồi bỏ vào nấu liền, thì nó có một cái reaction khi mà mình nấu, nó gọi là Miller reaction. Nếu mà không có nước á thì nước nóng, cái hơi nóng nó đụng vô thịt, nó ra những cái protein, những enzyme, nó làm cho nó thơm, nó làm cho nó hấp dẫn. Còn mình có nước ở ngoài đó thì khi mình nó heat up á thì cái nước nó phải take a long time để mà nó evaporate cái nước đó. Cái lớp nước ở ngoài cùng thì nó làm cho cái thịt ở ngoài nó sẽ rất là khô và cứng trước khi mình ăn. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và là một cái tin đặc biệt, đến bây giờ thì không có nên rửa thịt nữa để ăn cho ngon mà khỏi có bị vi trùng nữa, nhưng mà phải 165 độ bác sĩ. Mình nấu tới 165 độ đúng không? Mình sẽ giết tất cả các vi trùng. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong vài lát.